tất cả các con, hôm nay cô rất vui vì được gặp lại chúng mình trong giờ hoạt động tạo hình với hoạt động vẽ chân dung mẹ. Để thực hiện được hoạt động này, các con hãy chuẩn bị một số đồ dùng sẵn có trong nhà. Các con đã sẵn sàng để vẽ mẹ chưa? Nào, chúng mình hãy bắt đầu thôi. Để vẽ được bức tranh, chúng mình cần chuẩn bị giấy vẽ, bút sáp màu. Và bây giờ các con hãy quan sát cô hướng dẫn vẽ tranh chân dung mẹ nhé. Đầu tiên, để vẽ được bức tranh chân dung mẹ, cô sẽ vẽ khuôn mặt của mẹ. Khuôn mặt mẹ được tạo bởi các nét cong và cô sẽ vẽ ở giữa tờ giấy. Tiếp đến, cô sẽ vẽ cổ của mẹ được tạo bởi hai nét xiên. Vẽ thêm hai nét cong sang hai bên để làm thân của mẹ đấy. Và cô sẽ vẽ mái tóc của mẹ này. Mẹ có mái tóc ngắn ngang vai. Trên khuôn mặt của mẹ, cô sẽ vẽ hai tai, hai hàng lông mày, đôi mắt thật long lanh to tròn. Và thêm hàng lông mi cho mắt mẹ thêm xinh nữa này. Đây là cái mũi của mẹ. Và cái miệng của mẹ hình trái tim cũng rất là xinh nữa đấy. Tiếp đến, cô sẽ vẽ áo cho mẹ. Cổ áo này. Rồi ống tay áo và khuy áo là những hình tròn. Cô sẽ vẽ thêm chiếc lơ xinh xắn cài trên mái tóc của mẹ nữa đấy. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con vẽ xong bức tranh chân dung mẹ rồi đấy. Để bức tranh thêm đẹp hơn, cô sẽ dùng bút sáp màu để tô đấy. Khi tô, chúng mình cũng hãy chọn những màu thật phù hợp để tô nhé. Cô sẽ dùng màu đen để tô mái tóc cho mẹ. Mẹ có mái tóc ngang vai. Cô sẽ tô lần lượt từ trên xuống dưới. Cô sẽ chọn màu da để tô cho khuôn mặt, cho cổ của mẹ. Và các con hãy nhớ tô thật mịn màng và không trườm ra ngoài nhé. Cô sẽ tô cho môi của mẹ màu đỏ thật là xinh. Và cô sẽ tô cổ áo của mẹ màu xanh lá cây.
cô sẽ tô thêm những cái khuy này màu xanh cho nổi bật. Áo của mẹ, cô sẽ tô màu hồng cho thật đẹp. Cô sẽ dùng màu đỏ và màu vàng để tô cho cái nơ cả trên mái tóc mẹ thật là xinh này. Để cho bức tranh đẹp hơn, cô sẽ dùng màu vàng để tô nền cho bức tranh đẹp hơn đấy các con ạ. Như vậy là cô đã hoàn thành xong bức tranh vẽ chân dung mẹ rồi đấy. Cô cũng đã sưu tầm được một số bức tranh vẽ chân dung mẹ rất là đẹp đấy. Và cô mời chúng mình sẽ cùng quan sát những bức tranh này nhé. Ở bức tranh thứ nhất, vẽ mẹ có mái tóc dài. Còn ở bức tranh thứ hai, vẽ mẹ buộc tóc gọn gàng, cá tính. Còn ở bức tranh thứ ba, vẽ mẹ có mái tóc xoăn ngắn, rất là hiền từ đúng không nào? Cô tin rằng với sự khéo léo của các con, mỗi bạn sẽ có bức tranh vẽ chân dung của mẹ thật là đẹp đấy. Các con nhớ gửi tặng mẹ nhé. Các con nhờ bố mẹ chụp ảnh, quay video quá trình vẽ của các con, rồi gửi lên nhóm lớp cho cô và các bạn cùng xem nhé. Cô rất háo hức khi được nhìn thấy những bức tranh vẽ chân dung của các con. Bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại các con.